Mỗi năm đến hè là em nấu chè, muốn cho chè ngon bó thêm hàng thè. Thế gì hả? Đang làm cá lóc nấu chè với lại vịt nấu chao. Thằng ơi, cá lóc gì mà nấu chè mẹ? Kìa má ơi, cái gì vậy trời? Ôi trời. Ê, nó nghe nè, cho xin miếng nước mắm coi. Mà sáng mà dặn kêu tao qua đây á hả, làm gì vậy? Là xin nước mắm đó. Là xin ba lớp bao nhiêu đây? Có một can nước mắm nào lấy được đi má. Ủa, cho thiệt hả? Ừ. Vô mặt bà, cho vô mặt bà liền á, cho vô mặt bà liền á. Hay xin quá, hay dị quá, xin ít ghê á. Ê, thương ghê. Làm gì vậy? Nó chị bưởi nè, mà quên nữa. Nhắc mới nhớ. Gì? Bữa nay bà già chồng xuống. Ừ. Xong rồi cái bà kêu tôi á là đi bà thèm chè. À. Rồi xong mới tính nấu chè bưởi cho bà ăn. Hả? Rồi cái giờ sáng đi mua bưởi nè, món bưởi nè. Ừ. Rồi tính kêu bà là qua đây á. Nói chè bưởi đâu sao vậy? Thằng ơi, chè bưởi dễ mà. Thì bây giờ em gọt cái vỏ, em bỏ cái kia vô nấu, chủ yếu là cái khẩu vị thôi à. Em niêm chè được không? Hả? Nói giờ có niêm chè không? Chè đậu xanh đồ em biết, em biết. Biết là được rồi, chi đâu. Chè thì gọt cái vỏ này ra là ok rồi, chủ yếu là niêm cái khẩu vị thôi. Nè. Ví dụ mà ngọt á thì bỏ đường nhiều, còn không á thì bỏ ít lại. Đúng nha. Ừ, đơn giản thôi à. Mà bữa nay mày đặt chờ nấu niếc nữa trời, gặp tao nhiều chậm rồi cái rồi. Gì? Không mà thiệt, chủ yếu lấy lòng bà thôi. Vậy hả? Ừ, bà thấy mình á. Bà nghe nói hả, bà mới bán miếng đất đó, đúng không? Đó. Trời ơi, con quỷ Hà Bá này hay ghét gì trời. Kìa bà mới có ố đi. Vậy là mày có ố đi rồi. Ố đi là gì má? Ý đồ á má. Anh thằng ơi trời, thì bà mới bán miếng đất đó, mày mới lấy lòng bà đó. Dữ gì sao? Ừ. Đó chứ nấu đi chút xíu qua, chị cho xin tô nha. Ờ ok, xíu ăn nha. Cho miếng mắm. Kìa kìa, cái vỏ bưởi kìa ăn không? Hả? Nó cho bưởi cắt không quá. Sáng tranh thủ đi mua bưởi. Ừ. Rồi xong về nấu rồi ăn. Ôi chị yêu lấy lòng bà. Ừ. Hiểu không? Đi mua thì không có ý nghĩa. Thì đi mua dầm dò gì cái mình lấy lòng bà, mình nói là mình làm. Ừ. Mình làm cái bà, cái bà thấy tội. Ừ. Hiểu không? Cái bà cho thì mình công đắc. Tại vì chứ trời. Ê bà nhà chồng á, bà chủ yếu phải bà nhà chồng hiểu không? Ừ. Thôi bánh ít đi thì bánh quy bà cũng trả lại thôi à. Ừ, bà cũng quỷ ma đó bà quy. Gì hả? Ừ. Sao vậy? Biết sao không? Bà khó khăn lắm trời. Gì hả? Ở chung đâu nổi đâu, mới ở riêng đó. Ừ. Ừ. Đó, ừ. Ê, nước mắm ra lấy đi. Ừ, rồi. Miếng một hoa về kho miếng cá à. Ừ. Trời ơi. Cái gì vậy mẹ? Mỗi lần qua khó khăn mất công nữa, tao xin miếng đi rồi. Một miếng nè, cái này là một miếng của bà đó. Mà cái gì em chơi với nhau hay ngộ quá. Chơi nhau hả? Chơi dài lâu, đâu phải chơi ngàn bữa đâu, xin cái miếng thôi, mắm. Bớt đi, ngàn bữa thôi, đừng bớt dài lâu đi ha. Mình đến đây được rồi. Đó chứ chị thương. Dạ bỏ chị cốc chị chín chị chờ ha. Chị về trước nha. Thỉnh thần ơi trời, xin nước mắm ít thấy sợ thiệt trời. Má ơi xin nước miếng là mệt quá trời đi. Là miếng đi ha. Rồi. Ôi. Ông ồ. Ông ơi. Rồi ông nội bác, ông nội ông ngoại gì mà suốt ngày qua hàng xóm hoài vậy hả? Ở đứt ai mà ông nội qua bản hoài vậy? Đang đi cà phê. Cà phê nữa. Thôi cho ông cà phê bây giờ nè. Cái gì? Ngay đây tôi cà cho ông phê. Hả? Gì? Coi má bà sắp qua kìa mà không chịu lo nhà cửa gì chân. Làm gì? Đi cà phê. Chè bưởi. Cũng có tật nữa. Chè bưởi đi ngoài ta mua đi trời. Ôi đi thôi mua sức thì đâu mà làm mệt nhọc thêm chứ làm đi cái mua gì thì đó. Mua thì nhầm nhò gì mà ê, chú ý quá là lấy lòng bà nhà chồng thôi. Má cũng sắp tới rồi đó. Rồi giờ nó chưa nấu nữa rồi chừng nào mới chín. Anh nói anh mua đậu xanh cho em đi. Mua sữa luôn nha. Mua nhiều hay mua ít? Thì mua nửa ký đi. Nửa ký đậu hả? Ừ. Với mua nửa ký sữa phải không? Ừ. Mà nấu hết trơn cái đống này luôn hả? Không, vài trái hả? Tức là bà nấu hết đống này là bà đãi nguyên hàng xóm ăn luôn á chứ. Mà hồi nào giờ thấy bà có nấu chè đâu. Tự nhiên bữa nay bà biện ra nấu gì? Sáng hỏi bà Sáu rồi. Trời ơi, chè bưởi nó cũng giống như chè thường thôi, có khác mẹ gì đâu. Rồi hỏi bà Sáu có biết nấu không đó trời. Bà có biết bà chỉ tào lao rồi sao? Thì biết người thấy vậy nấu chè bưởi là cũng giống đơn giản thôi, có mẹ gì đâu. Biết không nha? Biết. Đi mua đậu à. Rồi. Hồi má tới nè. Nhanh nha. Rồi. Ông kêu Hí gì tôi coi. Ừ. Hí ơi. Hí. Con mắt cái giống hồ bị suốt ngày vậy con. Vậy ơi. Con mắt giống hồ đi ra ngoài đường suốt ngày vậy hả? Đi bắn đạn. Bắn đạn không? Mày bắn con bây giờ là chứ đạn gì? Con gì vậy? Bà nội sắp đến rồi đó.
vô chổng coi dọn dẹp nhà cửa kìa. Dạ. Mày đi đi mà tàn cái lại mày tao đó nha. Còn cái suốt ngày học hành thì không lo học, mà nghe đi chơi là phái lắm. Trời ơi, sao mà hết nắng mẹ đó rồi. Sao mà khô mất đây không biết nữa. Hả chị? Dạ. Vừa không? Nay vừa nhiều hả? Dạ. Nay hết nhanh hả? Trời ơi, nãy giờ giao cho khách quá trời luôn, đầy xuồng ở đây giao. Hôm nay khách ta lấy về chắc càng Tết. Ừ, nữa gì đâu. Ừ. Là quá trời nhiều vừa ha. Ừ, vậy chị lấy không? Hả? Lấy không? Không. Không hả? Ừ. Người không vậy? Dạ. Vừa làm đâu trời ơi. Không làm gì hả? Tự có lấy phụ em cái đi. Biết sao không? Sao chị? Không có thích nước dừa à? Chị thích cái gì? Chán trời, thích uống nước ngọt mà không có dừa, uống dừa. Trời, vậy ngán lắm. Đúng không? Bữa nào nước ngọt vào. Trời, thấy dữ quá. Ôi, không có nước dừa. Em đâu biết đâu, tưởng chị thích thì em tặng chị buồn. Mà chị thích. Để lên. Ủa, chị thích thiệt luôn hả? Để lên. À, để em tặng nè. Đứng bên đây tốt không chị? Trời ơi, em nói chung là cái chuyện hôm bữa đó phải không? Trời, hôm bữa là nhà vụ đất đai đó phải không? Ôi, cảm ơn nhiều rồi, chị được rồi. Không em hút với nhau không nè. Chị thích thì chị tặng thôi, hiểu không? Chứ có gì đó là chị thích là chị giúp đỡ thôi, có gì đâu. Ta thấy hàng xóm nhau là cái mà tối lửa tắt đèn có nhau. Đó, vụ đất đai hôm bữa là em mua. Chị đứng đây chị nói với lắm đó trời. Chứ nó kêu là giá là nó nên là như là chị coi đây. Một tí đâu cái 500 mấy lần đó, 250 luôn đó. Sao nó giảm xuống dữ vậy chị? Quen. Trời, giảm em giảm cho em làm mấy tờ đó. Em không tới đâu chứ đợt rồi, cảm ơn nhiều nha. Ăn không? Mà cái gì ngon với ta? Mứt. Cho em miếng ơi. Dạ. Còn mứt hay ngon quá chị. Ừ. Con này là mứt cà chua. Con mứt chuối. Mứt cà chua nữa hả? Ừ, cà chua là mứt được mà. Rồi, cho mình thử nó khác nhau chỗ nào không? Chưa khô nha, nó mới còn ướt à. Ngon như lắm trời. Chị ơi. Hả? Sao cái này nó mặn mặn mà cái này nó ngọt ngọt đi. Bình thường mà. Đâu nó lạ lắm, bình thường người ta ăn vô thì cái này nó. Em thử miếng khác coi. Sao? Nó vẫn vậy. Em thử miếng khác coi. Kỳ vậy ta. Cũng vậy luôn á. Có lỗi màu à? Không biết, tùy miếng đó. Sao tùy miếng, sao chị miếng nặng gì mà? Miếng này còn nặng hơn à? Nghe rồi. Kỳ ghê. Miếng này giống miếng đầu nè, cũng mặn. Hết mẹ cái cổ chuối luôn rồi, còn gì đâu nó mà mặn nữa. Quá chịu đó, ông mà ông giỡn hoài. Thôi được rồi, cảm ơn nhiều nha. Cảm ơn chị nha, thôi em đi. Rồi. Cảm ơn nhiều nha. Dạ. Ôi, tao nói tao không biết uống dừa rồi mà tặng kia không biết nữa. Đầy mẹ luôn rồi. Thấy gì không ta? Ôi, mà chắc đúng rồi đó. Tới gì trời? Vô đây nè. Ôi là trời, đây. Ủa má. Ủa. Trời ơi, ba với má đi được con hút đâu. Cái thằng ơi. Hả? Bữa nay con trang điểm gì kỳ vậy? Có gì đâu kỳ, sao giờ vậy? Ba là đi đường xa mệt đó. Nó đi sao kìa. Con hút đi đường xa hả? Nó đi sao? Ba má vô này. À, con có nước cho ba uống. Ôi, cho nó hồi sáng giờ đợi má. Thằng nghĩ đâu rồi. Thấy ơi. Thấy không? Ba nói qua tới kìa. Đâu. Cục vàng nội đâu rồi? Ôi, mà nội. Nội qua. Ôi là trời. Đi chơi. Tối ngày đi chơi đi bơi nắng. Ôi, giờ nó không có chịu ăn uống gì hết trơn. Ôm tâm, ôm tay đi khu nhái gì vậy? Đi chơi rồi. Đi nhông ngoài đường suốt ngày, nó không bao giờ nghe. Tóc tai kêu hớt cho nó gọn gàng lại, không hớt rồi không. Dãy mà kêu hớt rồi dãy lên vậy đó. Giống y như cha đó. Có mấy cục vàng mà, nó ăn mứt nè. Đừng có đi ra nắng nhiều quá. Dạ. Cái gì? Bánh mi người cha đó gì đó. Vậy là tính ra là nó giống mi má rồi đó. Tao mua cho nó nè. Phải giống tôi rồi. Chật. Nó ứng gì? Thẳng thẳng ơi, để mẹ coi. Để mẹ coi. Để mẹ coi chứ mẹ có lấy đâu.
bảo đeo cho nhỏ luôn. Tỉnh thằng ngôi, công nhận thiệt. Mẹ ông chưa thui mà mẹ. Con ấy mẹ coi có bị ấy giùm cho. Thì có gì mẹ có lấy con đâu mà con nó sợ con lấy nữa hay sao má? Thì nó sợ đúng rồi. Tết nào mà tiền lì xì của nó mà tụi bay không lấy. Thẳng thằng ơi. Ui. Đẹp ôi nội cho vàng được ha. Vui ha. Cho vàng công nhận. Dạ con, dạ con. Mẹ có lấy đâu từ. Bà nội cho thì cứ là có con chứ phải có mẹ đâu. Để mở ra coi được rồi. Rồi. Thấy nè. Quá trời nó sợ con lấy của nó hay sao mẹ? Phải sợ bởi ơi, mẹ. Của con. Đưa mẹ cắt cho à. Con cắt nó gớt rồi sao? Tính ra nhỏ chưa cầm nóng tay. Chưa có đụng vô nó luôn á. Để mẹ cắt. Mẹ bắt coi nó vậy đó. Lỡ nó gớt đi bắt tiêu rồi sao? Không có bắt được đâu. Nó lì kìa, nó lì coi, nó lì kìa, nó lì kìa. Nó lì không? Giữ đi. Giữ đi, đi đâu cần là kêu mẹ lấy ra đưa cho cho ta cầm nha. Đi chơi rồi hả, đeo con. Ừ, đi chơi đeo. Nhớ giữ kỹ đó trời. Má. Hả? Con nó chè bưởi rồi. Nha. Ra sao? Ra sao ăn, dọn ra ăn. Nha. Chè bưởi hả? Chè bưởi ngon lắm trời. Ngon hả? Ừ. Ba với mẹ ra sao? Con dọn mâm nha. Dọn chén cho mẹ. Ai dạy con nấu vậy? Dạ. Ai dạy con nấu? Không đâu. Ôi, cái chị bà chị Sáu nè, cái bên nè. Bà chị nấu. Vậy ha. Ừ. Đi. Sao dọn chén đi. Bữa nay mẹ thứ tự mà nó phải thèm chè bưởi. Chè bưởi vào nè. Ừ. Nha. Ủa. Đéo. Hả? Mấy cái bạn ăn gì vậy? À bên xã gửi lên đang xây. Đã không có gì để gửi gì. Không biết thì trạm y tế đâu hả? À. Khu này gì nữa là đắt vàng đó má. Tại mình sống uy tín. Cho nên là người ta gửi người ta nhờ mình hả? Ừ. À, rồi con lấy ghế ngồi đó đi. Con nói hồi sáng mẹ nó đi qua mẹ qua thăm mình ý. Cái mẹ nói mẹ mình hình chè bưởi. Là con tích tóc con chạy đi mua bưởi gì con làm chè liền. Đất ơi làm gì con phụ tích tích mẹ thèm nhưng mà mình mua mình ăn là được. Cái gì trời? Vợ con nhà nó giỏi lắm. Má nó thèm chè bưởi là nó nấu chè bưởi là nè mấy ăn nhiều xíu không có là phải lấy tô rồi cũng ơi lấy ba cái tô chơi mà cho mẹ coi vậy không ít thôi má ăn ít thôi không có ăn ngọt được không má ăn nhiều xíu ủa là chè bưởi là nấu gì đó hả ta nhưng mà nói nó thèm chè bưởi làm cái gì trời ba ăn nhiều nha ba ăn hai miếng bưởi luôn nó nấu gì kỳ thôi vậy nó nấu gì sao ăn được cái gì bữa đó bỏ cái vỏ bưởi vô lỉnh cảnh mẹ ăn thôi ta ba nhiều xíu cho ba con ăn tô nha ăn nhiều cho mau nhanh ăn chấm lớn nè không có chịu ăn gì hết trơn mỗi lần kêu ăn là mắc mệt nè rồi mày cho ba miếng bưởi luôn nè mà thử ăn được không đấy cho cháu ngồi ăn kìa miếng bưởi nào miếng bưởi nãy tôi nè miếng dưa gan thử coi được không ông ăn trước đi tự nhiên cái bữa nay tôi bị viêm họng quá gắt cổ quá trời gắt cổ với tôi ăn ngọt không quá được quá trời hồi sớm mới kêu tôi không chị lẹ lên giờ nó viêm họng miếng cà phê bị viêm họng quá trời đó, ăn nghe bà nội ăn thôi con ăn nha nói ăn. Khéo nó khéo hiểu không là anh chồng cũng ăn 4 miếng ý là muốn ăn nhiều đó mà nó viêm họng vậy mà ăn đi con dạ. Ăn dạ. Đi ông ăn luôn đi ông làm gì ông ngồi đó ông nhìn bà ăn đi coi được không thì ông thử ông ăn đi trời ơi là trời con này múc cho chị Sáu bà chỉ cho ba 5 miếng luôn đi rồi còn miếng nồi là của em nếu mà không ăn cái dầu bưởi chắc cũng được em cũng ăn đi đó, ăn này cũng hay nha nó có mùi, nó có mùi chè không á chè mà không có mùi chè không để có mùi mắm kho con ăn đi biết ăn nhiều đi ba còn nhiều lắm ba rồi đấy ba ăn đi cho con dâu nó vui mà ôi nè sẵn gà ăn cái gì mà nó đắng nhét vậy trời chè nó không có mùi ngọt nó có mùi đắng là sao vậy ta chè người ta mà đắng gì không nó đắng nhét à nó để nguyên cái rau bưởi mà nó nóng mà nó không đắng được ôi là ơi. Là hồi sớm bà Sáu chỉ là bỏ nguyên vô bữa gì luôn hả bà chỉ cho con dâu nó làm chè bưởi mà hay là bà Sáu chỉ sao em 11 nó nấu rồi ấy cái mùi lạ mùi đắng lắm nha nó không ngọt như mình tưởng chè nó phải ngọt mà chờ con ăn thường ngày không Sáu đắng như gì ta kệ đi cho nó đắng mà ăn cũng được ăn đại đi ba ủa xong rồi hả sao nè cho tô nè hả nhà lấy cái muỗng ăn luôn cho nóng rắc cái đi đụng ơi đi con cái gì vậy bay ăn đi chè bưởi ăn đi vậy ăn đi ngon ăn đi nó the đắng đắng ngon lắm sáng sáu chỉ em á là làm chè bưởi là
là cái gì đó, là nguyên miếng bưởi. Bà nội ơi, con kêu chè bưởi là lấy cái miếng bưởi gọt ra rồi mày sắc hột lụ nhỏ nhỏ, mày làm gì mày để nguyên miếng như là miếng dừa vậy? Hồi sáng có nghe khúc hạt lụ đâu má, má chỉ là gọt bưởi xong bỏ vô. Khánh thằng ơi, là hồi đó giờ mày chưa nấu rồi mà chưa ăn chè bưởi lần nào chưa? Chưa. Cái thành phẩm của bà chỉ vợ tôi làm. Hồi nào giờ chỉ ăn chè đậu xanh, chè đậu đỏ chứ làm cái chè bưởi. Phải cắt cái vỏ xanh ra rồi con. Bà nội ơi, người ta gọt cái vỏ xanh ra, còn cái phần trắng rồi người ta sắc cái hộp lụ, còn không thì sắc sợi. Là con phải nhỏ nhỏ vừa ăn trộn sao cho nó. Thôi nói nghe nè, là giờ giờ cầm miếng bưởi này ăn hả? Thấy đắng nhét không? Má ăn đi, má ăn đi, má ăn buồn à. Má đang ăn nè. Gán ăn miếng đi bà. Ơi bay. Để ăn này nó thuốc bà. Anh ơi, đậu xanh ngon này đó. Ăn cái bưởi nên thuốc. Cái bưởi ta làm thuốc má. Thằng này nó nấu nguyên một nồi vậy hả? Cái này nấu cuốc cho mày. Thấy nó nghe là mày mốt á. Là nó nấu chè. Không biết đâu. Làm hết thì tao nấu luôn cho he. Nó la là nó biết nấu chị. Ai đi coi, đi con. Ăn chè này à, dễ muốn ăn thêm tô nữa hả? Hay lắm. Thuốc thêm tô nữa. Thuốc đó ơi. Ăn đi. Ba ăn mà tàn cánh ăn miếng mẹ. Ăn cho hết đi. Dạ, ăn, ăn miếng cho mẹ mày vui. Tính ra cái nước có vừa ăn hay chị ha. Mà có cái điều vỏ bưởi hơi đắng nè. Ủa nó he cái lưỡi tôi bây giờ nó tê. Thôi, ăn chè tưởng tượng như là canh củ hoa đi. Lão à, sợ nhau mà quá trời. Trời ơi. Nào mấy món để mua hàng cho con, để nấu cho con. Sáng em dặn nó rồi á, để nó nghe nè, cho miếng nước mắm thôi. Hết rồi má.